Ấy, con này to đấy. Lên cá con này. Ok cái okay. Anh xem có được nhấc lên. Con này to đấy nhỉ. Nhấc lên. Chào các bác, chào các bạn nha. Đây, hôm nay lại đi câu vẫn là điểm này nhá. Nước suối chỗ em thì bây giờ không có thời gian trong các bạn. Nó chỉ được như thế này thôi. Lúc chiều chiều về muộn chiều chiều một tí thì nó trong hơn một tí thôi. Còn nước nó vẫn cứ được lờ lờ này nhé. Cá nuôi câu gần nhau nó phang phát ra mồi. Ê. Trên đấy chắc không được đâu, chỉ được nuôi thôi. Trên đấy mình không có làm cái khác, cái tầm nuôi. Khác à? Ừ. Nó sang bìa đá bên kia mà. À, sang bìa kia. Sang bìa đá bên kia không được đấy. Cháu không biết kéo thuyền sang đấy nên cháu biết kéo sang đấy không? Chiều cạn này nó qua đằng cái cạn đấy được không? À vâng. Chuyển công tác vào đấy mấy hôm luôn.
mùa khô này nước trong này nhỉ. Vừa này đi bắt được ít sâu đá. Ngày nào các bố cứ đi. Ôi thôi. Khỉnh ấy. Mồi to quá nó không đóng. Rồi sống mất cân khính vậy. Rút. Cứ thế mà không đóng. Không đóng vào mồm. Không phải nhất luôn, không được vì là nó mắc vào cái bay thì nó tượt ra chứ. Nếu mà đóng kỹ thì được, mắc cái khớp phải mắc lưỡi vào bay đâu. Nếu mà đóng lưỡi vào cái bay thì nó cũng chết đấy. Đây là mắc khớp thôi. Qua câu gần bờ này cũng được. Trước mình cũng dính qua đấy ở chỗ này đấy, nội mãi mới lên gần đến nơi lại tụt.
mà chưa, nó hôm đấy nó còn mới lên cái mặt nước, nó chưa lội được vào đây, mới lên cái mặt nước thì tụt. Con Pado đấy á? Ừ, chắc thế rồi, cũng màu đen đen như này mà. Tôi ở giữa dòng biển nhưng mà con đấy nó to sao mà mãi mới lội được lên cái mặt nước, nhìn thấy trên mặt nước một phát nào mất luôn. Giờ đã hơn 5 giờ rồi. Giờ này giờ này cá he ăn rồi các bác này. Ui giời. Con sâu đá, sâu rất là to nhé. Con này bắt được con cá to. Này làm con kỷ lục. Lúc nãy con kia là cái mồi như kiểu to quá, nó vừa đớp vào mồm ấy. Là giật phát bay đấy. À đâu, con lúc nãy con bị rơi kìa, con khính kìa. Đấy thì mớm này nó chưa đóng. Ô. Chìm phao mà. Ở đấy khỉnh ấy, cẩn thận lại rơi mất. Tưởng bỏ túi quần. Hóa ra móc túi, móc lấy túi lưới.
sầu to ngon thế này. Chê. Dạ. Hai con rồi nhé. Ấy, con này to đấy. Lên cá con này. Ok, ok. Anh xem có được nhấc lên. Con này to đấy nhỉ. Nhấc lên nè. Đấy. Xong cái này rồi. Mắc đây rồi. Mãi phải được chứ. Này cũng đi đâu được rồi. Ăn ngập thế này thì. Giờ đấy, con này cũng được. Đây, bắt bên trên nhưng mà còn lâu mới đứt được. Nhìn cá béo thế này. Cứ tưởng không cắn đúng không? Mỗi người được hai con. Cá của ai là rút đây? Cá em. Chào các bác nhé, anh em đi về thôi. Đây kết quả chiều nay em chỉ được có hai con thôi, nhưng mà những cái lúc bật video
thì lại không có cá. Những cái lúc lúc không quay thì không có cá, lúc không quay thì cá này cắn, thế mới buồn đấy các bạn. Đây là hai con này thôi.